Phía Nam xin kính chào quý vị khán giả của Lido Sài Gòn TV. Cảm ơn quý vị đã chọn xem chương trình văn hóa và con người hàng tuần do Phía Nam phụ trách. Thưa quý vị, hàng tuần thì chúng tôi giới thiệu đến quý vị những tác phẩm, những nghệ sĩ, những nhân sĩ và kể cả những người tiêu biểu của cộng đồng Việt Nam hải ngoại, những người đã đóng góp vào thành tựu lớn để tạo nên một cái nền văn hóa, một cái xã hội, một cái cộng đồng tốt đẹp của người Việt chúng ta hải ngoại. Và đó là những vị mà quý vị thấy ở trong tất cả các ngành nghề của người Việt Nam. Ở đây những người mà mang những cái thành tựu rất lớn đối với cái xã hội Hoa Kỳ. Họ có những cái tên tuổi và đã được chúng ta kính trọng. Thì tuần lễ hôm nay Phiến Đan rất là vui là chúng ta đón một khách mời. Mà khách mời này thì có lẽ đối với tất cả quý vị khán giả thì là không phải là xa lạ gì. Tuy nhiên đối với một số vấn đề thì quý vị chưa biết. Và ngày hôm nay chúng tôi mời vị khách này đến để mà trình bày với quý vị những vấn đề chúng ta còn nếu có biết thì cũng biết không tường tận. Vì vậy mà chúng tôi sẽ chia sẻ những cái vấn đề của chúng tôi hôm nay với quý vị. Thưa quý vị, vị khách mời đó là luật sư Trịnh Hội. Thưa quý vị, nếu nói luật sư Trịnh Hội thì chắc là tất cả quý vị nào mà trong văn học nghệ thuật, trong những cái chương trình gọi là âm nhạc thì chúng vị đều biết MC Trịnh Hội rất là nổi tiếng. Tuy nhiên đối với cộng đồng người Việt của chúng ta ở hải ngoại, những người mà có quan tâm tới tình hình Việt Nam, tình hình những người tị nạn và ngay cả những người quan tâm tới những vấn đề nhân quyền Việt Nam đều phải biết Trịnh Hội. Và đối với Phiến Đan thì Trịnh Hội coi như là một người bạn trẻ, rất trẻ, và Phiến Đan đã làm việc với Trịnh Hội khi Phiến Đan còn đang ở Úc. Chúng tôi là hai con kangaroo đi lạc sang nước Mỹ này, thưa quý vị. Phiến Đan biết Trịnh Hội thì lúc đó là cũng là mười mấy năm hơn rồi. Lúc đó Phiến Đan làm radio và Trịnh Hội thì là một luật sư mới ra trường, rất là đẹp trai và rất là trẻ và rất là năng nổ. Và ngày hôm nay thì cũng là năng nổ nhưng mà không biết là sẽ đến với quý vị như thế nào. Chị Phiến Đan cảm ơn Trịnh Hội đã nhận lời của chương trình Văn hóa Con Người hôm nay và đã đến đây với Lido Sài Gòn TV. Vâng, Trịnh Hội xin chào chị và Trịnh Hội xin kính chào tất cả khán thính giả của đài. Trịnh Hội chỉ xin nói thêm rằng là có thể là lúc trước thì Trịnh Hội gặp chị Phiến Đan thì Trịnh Hội còn trẻ, còn bây giờ là sồn sồn rồi ạ. Thưa quý vị, hai chị em thì nếu mà Trịnh Hội mà sồn sồn thì Phiến Đan là già già. Thưa quý vị, cái điều đầu tiên là chị Phiến Đan muốn hỏi Trịnh Hội là hiện nay Trịnh Hội ở đâu? Dạ vâng. Trịnh Hội như một một con đại bàng bay khắp nơi và hình như là không có một cái nơi nào định cư nhất định. Vậy thì bây giờ cái con đại bàng này đã có chỗ đậu chưa và đang ở đâu và làm gì? Dạ vâng, có lẽ là cảm ơn chị đã có câu hỏi đó. Em lần đầu tiên mới nghe được mình ví là đại bàng. Em thì thưa chị là không dám nhận mình là đại bàng đâu, chắc là con chim cú xe sẻ thôi. Hoặc là con chim cú hoặc là con chim xe sẻ. Thưa quý vị, có lẽ là Trịnh Hội cũng phải xin nói thêm là Trịnh Hội lớn lên ở Việt Nam. Năm 14 tuổi thì sang Úc. Rồi từ sang Úc thì có mê một người con gái Mỹ thì qua Mỹ ở. Trước khi qua Mỹ ở thì bên Philotan. Thành thử là đi học thì đi học Masters bên Anh. Thành thử là thật sự là đời sống nó đã đi rất nhiều rồi. Nhưng mà thôi, để trả lời câu hỏi của chị thì thưa chị là hiện giờ em thường là sinh sống ở bên Philotan và bên Thái Lan. Vậy thì cái vấn đề gì mà làm cho Trịnh Hội lưu luyến Philotan và lưu luyến Thái Lan? Thật sự ra nước Mỹ này, nếu mà chúng ta nghĩ là chúng ta từ ở bên Úc mà chúng ta bay qua đây thì người ta bảo nó đây là đất lần chim đậu. Dạ vâng. Người ta nghĩ như thế. Chẳng hạn như chúng ta ở kangaroo thì đối với chúng ta thì chúng ta đang ở bên Úc thì chúng ta nghĩ là nước Úc mình là tuyệt vời, không có nơi nào bằng, phải không? Em không hiểu rõ là tại sao. Có lẽ là từ hồi nào đến giờ đó, cái ước mơ lớn nhất của em vẫn là có dịp trở lại về lại Việt Nam để mà mở một cái văn phòng, nó gọi là trợ giúp pháp lý, legal aid office, để giúp cho những người khốn khó. Đó là cái ước mơ từ nhỏ rồi. Nhưng mà rất tiếc là đã hai lần về lại Việt Nam nhưng mà lần nào cũng bị đuổi đi. Cách đây 20 năm thì Trịnh Hội có về lại Việt Nam, lúc đó vừa học ra trường xong về lại Việt Nam để làm cho một hãng luật của bên Úc. Thì sau đó bị đuổi đi là tại vì dính tới người chuyện người tị nạn. Rồi cách đây 10 năm thì cũng về lại Việt Nam sau khi mà cái chương trình tị nạn mà Trịnh Hội làm bên Phi xong. Lúc đó đã có vợ, có con và rất là muốn trở lại một cuộc sống bình thường. Thì có một cái hãng Ernst & Young nó gửi về lại cho Việt Nam đi làm. Nhưng mà làm chỉ được một năm sau lại bị đuổi đi. Thành thử là rất tiếc là 10 năm rồi Trịnh Hội chưa có dịp về lại Việt Nam. Còn để trả lời trực tiếp câu hỏi của chị thì cái mục đích duy nhất đó là tại vì Trịnh Hội rất là thương với quý vị, đam mê công việc xã hội. Vì vậy từ khi mà thành lập tổ chức Voice là tổ chức vô vị lợi phi chính phủ
Thì cái tổ chức Voice nó có hai cái điều mà nó mong muốn đạt được. Điều thứ nhất là dĩ nhiên là giúp đỡ những người Việt tị nạn còn kẹt bên Đông Nam Á, thì điều đó thì Trịnh Hội đã làm mấy chục năm nay rồi. Sao nghe sao thấy mình già quá ha. Nhưng mà 26 năm Trịnh Hội đã làm chuyện tị nạn từ năm 92. Và cuối cùng là cái câu chuyện phát triển xã hội dân sự Việt Nam. Cái câu chuyện phát triển xã hội dân sự Việt Nam thì thật sự nó là một cái a process. Khi mà Trịnh Hội xác nhận được một điều, đó là sau bao nhiêu năm làm chuyện tị nạn thì câu chuyện tị nạn sẽ không bao giờ chấm dứt. Mà nó chỉ được chấm dứt nếu như mà đất nước Việt Nam của mình không có cái sự đàn áp về nhân quyền, không bỏ tù những người bất đồng chính kiến. Thì từ từ Trịnh Hội mới cảm nhận được, và cũng như là nói theo kiểu mà miền Nam mà mẹ Trịnh Hội nói là sáng mắt, từ từ mới thấy sáng mắt ra là làm chuyện tị nạn này sẽ không bao giờ chấm dứt. Và nếu muốn chấm dứt câu chuyện tị nạn thì phải giúp cho phát triển xã hội dân sự Việt Nam. Việt Nam phải được tự do và dân chủ thì khi đó câu chuyện tị nạn Việt Nam mới chấm dứt. Và vì vậy nó có hai cái công việc. Ở bên Phi Luật Tân là các công việc về giúp phát triển xã hội dân sự Việt Nam. Trước đây thì những người Việt ở bên Phi đi hết rồi, thì bây giờ là Trịnh Hội làm việc bên Phi và vấn đề đào tạo. Còn bên Thái thì tại vì còn người tị nạn thì mình vẫn có văn phòng bên Thái. Dạ vâng. Cảm ơn Trịnh Hội. Thưa quý vị, nghe Trịnh Hội nói thì tất cả quý vị cũng hiểu được rằng hiện nay tình hình xã hội Việt Nam có rất nhiều biến động. Biến động không phải là từ cái thể chế chính trị trước kia, nhưng mà biến động từ ngay trong lòng người và trong đời sống, trong kinh tế, trong tất cả mọi vấn đề. Nhưng mà hiện nay cái biến động đó nó đi từ cái nền chính trị quốc tế vào Việt Nam, từ chuyện Trung Quốc, từ chuyện biển đảo, từ tất cả mọi chuyện, từ chuyện mà chúng ta thấy gần nhất chúng tôi ở đây không nói vấn đề chính trị, nhưng mà gần nhất là chúng ta thấy vấn đề đặc khu và vấn đề an ninh mạng. Tất cả những vấn đề đó nó sẽ xảy ra và nó sẽ tạo nên những cái sự đàn áp mới nếu chúng ta không đồng ý, chúng ta bất chấp. Thì vì vậy một số người sẽ phải, như chúng ta, lại phải từ đất bỏ đất nước này mà ra đi, để rồi sẽ trở thành những người tị nạn. Bởi vì vậy quý vị đã từng đặt câu hỏi là tại sao giờ này ở Thái Lan vẫn còn người tị nạn. Có nhiều quý vị không tin chuyện đó. Quý vị đặt cái câu hỏi rất lớn, nhưng mà bởi vì quý vị không quan sát chung quanh hết tất cả mọi vấn đề. Những người tị nạn đó bây giờ không phải là những người tị nạn như chúng ta ngày đầu tiên. Chúng ta không biết Việt Cộng sản là gì. Chúng ta chỉ hiểu được là Cộng sản nó kinh khủng và chúng ta phải bỏ đi thôi. Nhưng đây là những người hiểu Cộng sản, sống trong đất nước Cộng sản và chịu nhiều áp bức của Cộng sản để mà ra đi. Cho nên đó là lý do ngày hôm nay rất rất nhiều người tị nạn. Mà thưa quý vị và thưa Trịnh Hội, yeah, mới đây thì trên truyền thông Úc cũng mới vừa có một số người tị nạn lại vào đất Úc. Một chiếc tàu, yeah, một chiếc tàu nó đi thẳng từ Việt Nam đến Úc. Rồi khi mà đến Úc rồi thì lại bị dân chúng Úc phát hiện thì phải ráng bắt trả ra. Nhưng mà có một số người thì họ chạy trốn vô rừng, mà rừng thì có nhiều cá sấu. Thì rồi cuối cùng họ cũng bị bắt lại và đưa lên trại tập trung cho nhưng những người bắt phải đưa về. Cái đó là chỉ là chuyến mà thuyền mới nhất thôi. Yeah. Chứ trong thời trước gian đó thì những ở năm vừa qua, Island, mình có khoảng chừng 1.200 người Việt, yeah, thuyền nhân, họ đến từ Indo, rồi từ Indo họ bắt tàu, họ đi sang bên Úc. Nhưng mà đó, thưa với quý vị, đó chỉ là những người thuyền nhân hiện giờ đang ở Úc. Còn ở bên Thái Lan đó thì có hàng ngàn người hiện giờ vẫn đang là những người tị nạn tạm trú ở Thái Lan. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra để cho quý vị nào chưa hiểu được cái vấn đề, thì Trịnh Hội có thể cho biết là những người mà đến Thái Lan họ đã bắt đầu đi từ năm nào, và được không? Cho tới ngày hôm nay là có, như Trịnh Hội nói, là trên 1.000 người. Thế thì những người đó họ, thành phần của họ là rất nhiều thành phần, thưa chị. Cái thành phần lớn nhất mà văn phòng Voice đã giúp được trong 3 năm vừa qua là thành phần thuyền nhân. Đó là những thuyền nhân Việt Nam đi vào từ năm 89-90, rồi sau đó thì họ lại kẹt lại bên Thái Lan. Trại tị nạn đóng cửa vào năm 96 thì họ trốn trại, họ đi ra ngoài, họ ở, rồi coi như họ ở tất cả mọi nơi. Có những người họ ở bên đó cũng cả 20 mấy năm rồi, 25, 26 năm. Đó là cái nhóm người thứ nhất, thì Voice, thưa quý vị, đã giúp được 108 người. Nhưng mà trong năm tới và những năm tới nữa thì năm nay và năm tới thì Voice và Voice Canada là một tổ chức anh chị em đó, an affiliate của Voice, sẽ giúp đỡ 50 người tị nạn. Trong 50 người tị nạn đó có những người từng là cựu thuyền nhân, có nghĩa là họ, ví dụ họ thuyền nhân ở bên Thái Lan hoặc là bên Hồng Kông, rồi sau đó họ bị cưỡng bức hồi hương về Việt Nam, sau đó họ lại trốn tị nạn vượt biên sang bên Thái và họ xin được tị nạn. Đó là cái nhóm thứ nhất. Cái nhóm... Khoan, bây giờ thưa quý vị, phía Nam xin phép được tạm ngừng trong giây lát và chúng ta sẽ trở lại sau phần giới thiệu các cơ sở thương mại bảo trợ trên Lido Sài Gòn TV. Dạ vâng. Nhanh. Cảm ơn quý vị.
Phi Lan cảm ơn quý vị và chúng tôi trở lại câu chuyện với Trịnh Hội. Thì Trịnh Hội cũng xin nói thêm thưa với quý vị là có rất là nhiều thành phần. Thành phần thứ nhất là những người thuyền nhân bị kẹt ở bên đó. Có một số thành phần là thuyền nhân ở những nơi khác về, thí dụ như bên Hồng Kông chẳng hạn, rồi rồi đi cưỡng bức hồi hương về Việt Nam, rồi sau đó là chạy bên Thái Lan, rồi bây giờ họ được công nhận là tị nạn. Rồi cũng có những người Hờ Mông, những người sắc tộc thiểu số, người Montagnards, có lẽ chị cũng vừa mới nghe tin là một số người Montagnards bị bắt. Nhưng mà cái nhóm người mà Trịnh Hội nghĩ là cộng đồng chúng ta cần phải quan tâm nhất, đó là những cựu tù nhân chính trị Việt Nam. Có những người ở tù ở bên Việt Nam cũng 5 năm, có người ở 10 năm, có người ở 15 năm. Thì bây giờ Voice đang cố gắng giúp những người đó, bởi vì những người đó Trịnh Hội nghĩ là rất đáng để cho chúng ta giúp. Họ đã bị vào tù rất là nhiều năm rồi, thì và sau khi họ ra khỏi tù thì họ cũng bị rất là nhiều điều sách nhiễu. Có lẽ quý vị cũng nghe một số câu chuyện từ Việt Khang là anh đã cuộc sống của anh nó đã khó khăn như thế nào kể từ ngày ra tù, chứ đừng nói là vào tù. Và trong hiện giờ một trong những người mà Voice đang giúp đỡ là cũng là bạn tù của Việt Khang. Nó tóm lại là có rất là nhiều thành phần thưa chị, nhưng mà Voice thì sức có hạn, sức em cũng có hạn thôi. Thì năm nay chỉ dự định giúp 50 người đi định cư ở Canada thưa chị. Thưa quý vị, nghe cái câu chuyện với Trịnh Hội thì quý vị có một số người cũng đã tự đặt câu hỏi là những người tị nạn đó họ đến Thái Lan và khi mà cái cánh cửa của cao ủy tị nạn đóng lại, họ đã phải đi ra ngoài họ sống, và họ sống bằng tất cả cái nghề nào, và khi nào họ bị ruồng bắt thì họ lại đi tìm chỗ trốn, rất là khổ, và coi như là cơm ăn không có mà áo mặc cũng không đủ và cái chỗ ở cũng không được nữa. Nhưng cái vấn đề tại sao ngày hôm nay Trịnh Hội lại nghĩ sẽ tìm cách giúp họ và giúp bằng cách nào? Thưa với chị và thưa với quý vị, hiện giờ thì ở bên Thái Lan chúng ta có rất nhiều người tị nạn, nhưng mà dĩ nhiên mình chỉ giúp được một số người. Thì tại sao mình giúp là bởi vì họ rất cần sự giúp đỡ của chúng ta. Và em nghĩ là cuộc sống nó họ khổ sở, sống dưới chế độ cộng sản nó khổ quá rồi, mình cần phải giúp. Mình là những người đi trước, giúp những người đi sau. Giúp bằng thế nào? Thưa với quý vị là chính phủ Canada họ có một cái chương trình tái định cư mà nó gọi là qua cái diện private sponsorship, là bảo trợ tư nhân. Cứ 5 người Canada thì có quyền bảo trợ một người tị nạn, với điều kiện là phải trang trải tất cả mọi chi phí. Nó có bao gồm hai cái phần chi phí. Phần thứ nhất là phần resettlement fees. 5 người tị nạn đó phải có khoảng 10.000 đô Mỹ, tại cái này tiền Canada không à, khoảng 12.000 Canada thì khoảng chừng 10.000 đô Mỹ cho một người tị nạn. Cái số tiền đó sẽ được sử dụng trong vòng một năm đầu để guarantee là những cái người tị nạn đó họ sẽ không phải là một gánh nặng của xã hội. Thì đó là cái resettlement fees, là một cái tiền đầu tiên. Cái tiền thứ hai nó gọi là processing fees. Thì tiền đó nó bao gồm như là ví dụ tiền nộp đơn là 550 đô, tiền đóng visa là 490 đô, rồi tiền khám sức khỏe là 130 đô, rồi tiền đi lại, rồi tiền máy bay là khoảng chừng 1.000 cho đến 1.500 đô, tùy cái nơi họ đi. Ví dụ như từ Bangkok mà đi Vancouver thì khoảng 1.000, nhưng mà từ Bangkok mà đi Toronto là khoảng 1.500. So nói tóm lại là một người tốn khoảng 3.000 cho đến 4.000 đô cho cái tiền processing fees. Nếu như vậy thì khi mà những người tị nạn đó Trịnh Hội làm văn phòng Voice lập cái hồ sơ để mà giúp đỡ cho họ thì có phải thông qua một cái cơ quan di trú nào hay là cao ủy tị nạn nó hay không? Nếu mà là người tị nạn thì mình phải thông qua cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, là họ đã được công nhận tị nạn rồi. Và sau đó thì dĩ nhiên phải làm việc với Bộ Di trú của bên Canada chứ. Cái mình phải làm đơn và 5 người bảo trợ phải ký tên, và cái đơn bảo trợ đó phải được chấp thuận. Rồi sau đó, sau khi được đơn được chấp thuận thì nó chuyển qua bên Thái Lan để người tị nạn được phỏng vấn. Cái quá trình đó thì tốn khoảng chừng từ khoảng chừng 2 năm thưa chị. Nếu vậy thì cái công việc của Voice một cách thực tế hơn là đứng trung gian giữa người tị nạn và chính quyền, hoặc là sở di trú để mình lập hồ sơ. Nếu mà nói là trung gian cũng đúng, mình thật sự là một cái cơ quan NGO đại diện cho người tị nạn, nó rõ rõ là đại diện tị nạn, và mình lo tất tần tật về giấy tờ và tiền bạc. Đó là lý do tại sao mà Trịnh Hội trong thời gian vừa qua và trong thời gian sắp tới, Trịnh Hội cùng với anh Nam Lộc là thành viên của ban quản trị của Voice sẽ phải đi gây quỹ cho nhiều, tại vì cứ một người chỉ tính đi khoảng 3.000, 3.500 phải không, thì 50 người là 100 mấy chục ngàn đô, mà chỉ là tiền processing fees, chưa tính cái tiền mà resettlement fees. Cứ một người 10.000 thì chị nghĩ 50 người là nhiêu? Nửa triệu. Con số tiền nó khá lớn, nhưng mà bởi vì
đây một công việc rất là cần thiết. Trịnh Hội nghĩ là chúng ta cần phải giúp đỡ, đặc biệt là cựu tù nhân lương tâm, những người mà đã phải vào tù ra khám suốt bao nhiêu năm. Đó là những người Trịnh Hội rất là quan tâm. Nhưng mà nói thật thưa với quý vị là nói chứ cái chuyện tị nạn này sẽ không bao giờ chấm dứt, sẽ không bao giờ làm hết. Và vì vậy Trịnh Hội chỉ bỏ khoảng chừng 20% của mình, 10 cho đến 20% cái thời gian của Trịnh Hội bỏ ra làm việc tị nạn. Còn phần lớn là câu chuyện xã hội dân sự Việt Nam cần phải đào tạo như thế nào để không những chúng ta có 10 mẹ nấm mà phải có 100 mẹ nấm, không những phải có một đoan trang mà phải có 1.000 đoan trang hoặc là 10.000 trần hình di thức. Em nghĩ khi nào cái ngày nào mà nước Việt Nam chúng ta mà có chừng 1.000 trần hình di thức á, là đất nước nó khá đó. Thưa quý vị, cái câu chuyện mà của chúng tôi đang nói với quý vị là chúng tôi tại sao Trịnh Hội nhắc tới những cái nhân vật thân đấu này là bởi vì cái phần 2 chúng tôi sẽ nói tới cái xã hội dân sự và quý vị sẽ biết được là những cái vai trò của từng cá nhân như thế nào và tại sao Voice lại muốn quan tâm tới vấn đề đó. Quý vị biết là Trịnh Hội là chủ tịch của Voice phải không? Dạ vâng, hiện giờ chairman, em là giám đốc điều hành. Giám đốc điều hành. Dạ vâng, và executive director. Trước đây thì chúng ta biết được là cái tổ chức Voice họ không phải chỉ lo cho người Việt Nam không? Những vấn đề của Đông Nam Á đã phải không Trịnh Hội? Không hẳn là vậy chị, thật sự là chỉ lo về vấn đề Việt Nam thôi. Nhưng mà bởi vì mình ở Đông Nam Á, vì vậy mình làm việc với một số tổ chức ở Đông Nam Á để giúp đỡ người Việt của chúng ta. Thí dụ như trong cái chương trình đào tạo của Voice, bởi vì thật sự ra cái câu chuyện tị nạn nó được gắn liền với xã hội dân sự là bởi vì cái đó là cái nhận thức của riêng cá nhân của em thưa chị. Em còn nhớ rằng là cách đây 26 năm khi mà em làm việc lần đầu tiên ở trại tị nạn Hồng Kông thì em nghe rất là nhiều lời chia sẻ của đồng bào mình, họ đã bị đối xử ngược đãi như thế nào và chúng ta cần phải làm gì được giúp họ đỡ họ. Họ đã biểu tình, họ đã mổ bụng tự tử, rồi lũ đạn cai của cảnh sát Hồng Kông nó bắn vào. Lúc đó thì em rất là cảm nhận được cái khổ đau của người Việt tị nạn. Nhưng mà chị Khiêm biết không, qua bên Phi Luật Tân nó cũng bấy nhiêu lời đó, cũng là cái sự mà cần giúp đỡ của chúng ta. Và sau khi mà giúp được 3.000 người đi qua bên Thái Lan, nghe những lời khẩn cầu đó thì mình cũng lại muốn giúp đỡ và Voice cũng tiếp tục giúp đỡ, tưởng là xong rồi. Nhưng mà thật sự là cuối cùng em có cảm nhận được một điều, mà cái điều này là cái điều mà em nghĩ lẽ ra em phải cảm nhận trước đây 10 năm chứ không phải bây giờ, là câu chuyện tị nạn sẽ không bao giờ chấm dứt. Nó cũng sẽ là bấy nhiêu lời than khóc đó, cũng là những khổ đau đó, cũng là những người đi tầm trú và họ năn nỉ mình, anh Trịnh Hội ơi cố gắng giúp em. Nhưng mà làm sao giúp hết, chị khó phải không? Mình giúp 100 thì cũng còn 100 người khác, mình giúp 1.000 vẫn còn 1.000 người khác. Và đó là lý do tại sao cuối cùng em đã quyết định là mình phải bỏ thời gian ra làm công việc xã hội dân sự. Phải đào tạo và đất nước phải thay đổi. Bởi vì nếu nó không thay đổi thì phải đi hoài. Thì cả chị lẫn em và cả cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta sẽ không bao giờ giúp nổi. Thưa quý vị, trở lại cái vấn đề của những người tị nạn. Thì gần đây chúng tôi được biết tin là một số những người tị nạn đó họ rất là khổ, họ không có tiền. Họ nhiều khi nếu mà họ buôn bán ở ngoài đường, họ buôn bán được á, thì họ cũng không cần chúng ta giúp đâu. Nhưng mà họ lại bị cảnh sát Thái Lan ruồn bắt. Dạ vâng, và cái này cũng phải nói rõ thêm thưa với quý vị là nước Thái Lan nó chưa có ký vào cái công ước quốc tế về luật tị nạn, nó là Refugee Convention of 1951. Vì vậy bất kể người nào đến Thái Lan chỉ mới xin tị nạn hay đã được công nhận tị nạn rồi hay là không xin tị nạn, tất cả đều bị cho là những người di dân bất hợp pháp. Và vì vậy nếu xui xẻo bị bắt là phải vào tù ngồi. Và trong lúc mà mình ở đó đó thì không có quyền đi làm, không có con cái, không có quyền đi học. Nếu mà là những người tị nạn mà ở những cái nơi mà đã ký vào công ước rồi thì những người đó có quyền đi làm, con cái có quyền đi học. Không phải là ở Thái Lan. Cuộc sống nó khó khăn là bởi vì luật pháp của Thái Lan không cho phép. Ngoài cái đó ra đó thì dĩ nhiên là nói chứ nước người ta mà mình đi qua bên đó không giấy tờ, không biết nói ngôn ngữ thì vì vậy cái cuộc sống của họ nó khó khăn. Dạ. Thưa quý vị, Vinat sẽ tạm ngừng trong giây lát và trở lại. Sau đó chúng tôi sẽ nói thêm về những vấn đề mà chúng ta cần quan tâm. Xin cảm ơn quý vị.
Phía Nam thì cảm ơn quý vị và trở lại câu chuyện. Hôm nay chúng tôi tiếp chuyện với luật sư Trịnh Hội, một giám đốc điều hành của tổ chức Voice, là một tổ chức mà quan tâm tới những người Việt Nam, những vấn đề khó khăn của những người Việt Nam tại Đông Nam Á. Mà hiện nay là cái điều quan tâm nhất của Voice là những người tị nạn Thái Lan. Và cái phần 2 chúng tôi sẽ nói là chúng tôi sẽ nói về xã hội dân sự và chúng ta sẽ tìm hiểu xã hội dân sự là gì. Thưa quý vị, trở lại câu chuyện với Trịnh Hội. Chị muốn được hỏi là khi mà chúng ta thấy những người tị nạn mình mà nếu mà họ bị bắt, như là Hội nói, họ bị bắt ở trong tù, thì cái bản án nó có giới hạn thời gian hay không, và sau khi họ bị ở tù đó, sau cái bản án đó thì họ sẽ phải đi đâu? Đây mình đang nói về những người tị nạn bên Thái Lan hả chị? Dạ vâng, ở tù thì nó cũng tùy người. Nếu mà đã được công nhận là tị nạn rồi thì được cao ủy tị nạn sẽ bảo lãnh ra. Thời gian ở có thể một vài tuần cho đến một vài tháng thì sẽ được cao ủy tị nạn bỏ đến để mà bảo lãnh ra. Còn nếu mà chị mới có đăng ký chưa được công nhận tị nạn thì là ở lâu. Và nếu như chưa đăng ký là sẽ ở trong đó luôn. Cao ủy tị nạn cũng không giúp được. Thì nó cũng tùy cái thành phần. Nếu mà chị đã đăng ký và chị có tư cách tị nạn thì không phải ở trong tù lâu. Nhưng phải nói thêm là ngay cả khi mà được công nhận là tư cách tị nạn thì cao ủy cũng không có giúp đỡ cho họ được đi định cư một nước thứ ba. Thưa quý vị, với những cái khó khăn như vậy, vì vậy mà Voice cũng như là một số những người quan tâm đã đặt hết cái sự quan tâm của mình tới những vấn đề này. Tuy nhiên, chị không biết là tổ chức của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có cái đóng góp gì trong chương trình của Voice đối với người tị nạn Thái Lan hay không? Dạ, nếu mà nói mà đóng góp với cho chương trình với Voice hay không thì dạ là không. Tại vì tổ chức BPPSOS là một cái tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ khác. Voice và BPPSOS không có hợp tác về cái công việc định cư của người Việt tị nạn, là bởi vì BPPSOS là ở Mỹ. Còn Voice mặc dù là một tổ chức phi chính phủ ở Mỹ, nhưng lại có một cái tổ chức sister organization là Voice Canada. Mà những người mà Voice và Voice Canada giúp đỡ lại là đi Canada chứ không phải đi Mỹ. Dạ vâng, thành thử là tụi em không có sự hợp tác. Nhưng mà em chắc chắn là BPPSOS cũng có giúp đỡ những người Việt tị nạn khác thưa chị. Thưa quý vị, với những cái khó khăn như vậy thì như luật sư Trịnh Hội cũng có nói là họ quan tâm nhất là bây giờ họ cần gây quỹ, có những cái chương trình để mà giúp đỡ cho những người đó, ít nhất là đời sống, cho tới khi nào họ được ra khỏi cái thế giới người tị nạn đó mà lại được đi định cư. Nhưng mà như Trịnh Hội nói, cũng có một số người như chúng ta đây, họ đã đến Thái Lan rất là lâu rồi, thế nhưng mà họ bị kẹt lại vì một lý do nào đó. Thì Trịnh Hội có thể cho biết là khi mà họ không được một cái nước nào đó nhận, thì liệu mà bây giờ chúng ta lo cho họ thì họ có được nhận hay không? Dạ, nếu mà chúng ta lo được cho họ thì họ được nhận chứ. Cái việc mà họ không được nhận không phải là tại vì họ đã nộp đơn và bị có tội gì đó, hay là vì cái lý do nào đó họ không được đi. Họ không được đi là tại vì cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc không có xin cho họ được đi. Tại sao? Bởi vì cái chương trình của tái định cư của cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, họ cho rằng là nước Thái Lan là một cái nước safe, một cái nước nó an toàn. Thành thử là họ chỉ refer for resettlement, có nghĩa là họ chỉ làm đơn cho những cái hồ sơ mà của những cái nước mà họ cho rằng là đang gặp hiểm nguy, và nếu như họ bị trả về. Vì vậy những người tị nạn ở bên người tị nạn Việt Nam bên Thái Lan thì lại không được cao ủy tị nạn giúp đỡ. Thế nhưng mà có một cái điều mà nghịch lý là Trịnh Hội nói là có một số những người mà bị bắt vào đó hoặc là bị trôi dạt qua bên Thái Lan là bởi vì họ bị đàn áp tại Việt Nam, thì có họ là thành phần chính bị khủng bố về chính trị, thế thì tại sao họ không được Liên Hợp Quốc giúp? Họ được giúp để được công nhận là tị nạn. Nhưng mà sau đó rồi là họ phải chứng minh cái điều đó phải không? Dạ vâng, họ phải chứng minh thì họ cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc chỉ giúp đỡ họ trong việc đăng ký và sau đó phỏng vấn họ và công nhận họ là tị nạn. Nhưng mà không có một cái tài chính nào cả. Dạ vâng, không những tài chính không mà họ sẽ không giúp đỡ về vấn đề tái định cư. Chị hiểu rõ nè ha. Cái công việc mà để mà được một cái người mà được sang bên này, một cái người tị nạn mà qua bên này, nó bao gồm ba cái process. Okay. Cái process đầu tiên đó là mình phải vận động cho họ để cái chính sách được thay đổi. Thì bây giờ mình đã thành công rồi, chính sách đã thay đổi rồi. Cái việc thứ hai là mình phải process cái case đó, mình phải làm cái hồ sơ đó, thì nó tốn khoảng chừng 2 năm thưa với quý vị. Rồi sau cùng là khi mà họ sang đến bên say Canada thì cộng đồng chúng ta, những cái người bảo trợ phải lo cho họ trong vòng 1 năm. So, một cái là advocacy, là vận động để cho họ được đi. Một sau đó là
giải quyết hồ sơ cho họ được đi. Rồi sau đó họ được đi rồi thì họ, một năm mình phải lo cho họ. Nào, chính phủ ở chính phủ Thái Lan lẫn với cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, họ không có đóng bất kỳ vai trò nào trong việc tái định cư. Họ chỉ cho rằng nếu như mà những người này đã bị đàn áp Việt Nam, họ công nhận là tị nạn, nhưng mà ở Việt Nam, ở Thái Lan thì là một cái nước nó gọi là safe, một cái nước an toàn. An toàn. Vì vậy họ sẽ không có làm bất kỳ điều gì khác nữa. Dạ. Thành ra vấn đề không phải là tiền bạc không, mà là những hồ sơ đó nếu như mình không giúp thì không ai giúp đỡ được đi đi định cư. À, thưa quý vị, cái vai trò của luật sư Trịnh Hội không phải ngay từ mới bây giờ mà nằm ở trong tổ chức Voice mà Trịnh Hội mới năng nổ như vậy, mà từ từ rất là lâu rồi. Khi mà mới là một luật sư ra trường thì Trịnh Hội đã cùng một số các luật sư trẻ khác từ bên Úc đã sang Phi Luật Tân để làm những cái công tác gần như vậy, giúp đỡ những người tị nạn về hồ sơ và giải quyết những vấn đề khó khăn của họ với chính phủ Phi Luật Tân để mà lo cho vấn đề định cư của họ. Và cái câu hỏi mà chị muốn hỏi là luật sư Trịnh Hội là tại sao miệt mài cho tới giờ phút này Trịnh Hội vẫn làm, còn một số các luật sư trẻ khác có còn đi cùng với Trịnh Hội hay không, hay mà chỉ có Trịnh Hội là vẫn cứ say mê cái công việc này như là một cái lý tưởng không thể nào bỏ được? Đúng là nó là một cái lý tưởng đó thưa chị. Đối với chuyện tị nạn đó thì thưa với quý vị, Trịnh Hội chỉ có thể nói là giống như là một người người bồ của mình với quý vị. Bỏ thì thương mà vương thì tội. Trịnh Hội cũng có con nhỏ năm nay 8 tuổi tên là Phi. Nhưng cái vấn đề là mình bỏ thì mình thương, là tại vì mình bỏ thì bỏ không nỡ, bỏ câu chuyện tị nạn không nỡ. Vương thì tội là bởi vì mình lại tiếp tục làm những công chuyện tị nạn thì mình lại không làm được những chuyện khác. Có lẽ nói rằng là trong cuộc sống của em đó chị, hiện giờ em có 3 cái mối quan tâm nhất. Cái mối quan tâm lớn nhất đó là làm thế nào để giúp đỡ cho 50 người Việt tị nạn được đi trong một thời gian sớm nhất. 50 người tị nạn đó thì mình phải gây quỹ đủ tiền, mình phải làm hồ sơ cho họ được đi. Nhưng mà để mà chấm dứt câu chuyện tị nạn, để mà Trịnh Hội không cần phải làm chuyện tị nạn nữa, thì phải giúp đỡ phát triển xã hội dân sự Việt Nam, phải đào tạo, phải giúp đỡ cho những tổ chức con người ở Việt Nam. Họ có cái quyền cất lên tiếng nói. Nhưng mà cái mối quan tâm thứ ba đó nó không liên quan đến mối quan tâm thứ nhất và thứ hai. Mối quan tâm thứ ba của em là làm thế nào để mình thành công với cái điều 1 và điều 2 mà mình vẫn có cơ hội gần đứa con mình. Nó là một cái nghịch lý. Nếu muốn thành công trong công việc thứ nhất và thứ hai thì cái vai trò người cha của mình là một vai trò sẽ rất là tệ. Thưa quý vị, đối với một người trẻ mà bây giờ không còn trẻ nữa, bây giờ trở thành là một người trung niên, có thể nói rằng là phải đảm bảo bảo đảm cái công việc của mình và đảm bảo cái công việc của một người cha, một cái sự quan tâm rất là lớn như vậy. Thế thì chị muốn hỏi Trịnh Hội là trong những cái tình cảm mà Trịnh Hội đang vương mang bây giờ với chính cá nhân của Trịnh Hội là người tị nạn, gia đình, và ngay phải nói thẳng luôn là Việt Nam, thì những cái cảm xúc đó nó có bao giờ làm cho Trịnh Hội cảm thấy mệt mỏi và muốn buông một trong những vấn đề đó hay không? Nếu mà nói là em chưa bao giờ có cảm giác muốn buông á, là không thành thật. Em nghĩ là đôi lúc thì mình cũng thật sự là muốn có những người khác làm công chuyện này. Mình cũng muốn làm kiểu như là rửa tay gác kiếm vậy đó. Và em đã có từng làm điều đó rồi. Sau khi mà xong cái câu chuyện Thùy Nhân bên Phi, thì Trịnh Hội đã muốn đi về, chỉ là làm công việc luật sư bình thường, và đã làm cho một cái hãng Ernst & Young bình thường làm được 1 năm. Nhưng mà thiệt là cuộc sống nó đưa đẩy đó. Không biết tại sao mà cuối cùng mình vẫn phải làm câu chuyện tị nạn. Hồng Kông xong thì qua Phi, rồi Phi giờ qua Thái. Cũng khó nói lắm. Chắc có lẽ là thôi để phần sau em nói rõ hơn hả chị? Thưa quý vị, Phi Lan xin cảm ơn, và chúng ta dành vài phút để giới thiệu các cơ sở thương mại bảo trợ Lido Sài Gòn TV, và chúng ta sẽ trở lại. À,
Phiến An cảm ơn quý vị và chúng ta trở lại câu chuyện với luật sư Trịnh Hội về vấn đề của những người tị nạn. Và câu chuyện riêng tư. Cái câu chuyện riêng tư mà Trịnh Hội nói đó, thì chị đang muốn hỏi Trịnh Hội là khi mà nói đến người tị nạn, cũng không phải chỉ có người tị nạn Thái mà cũng còn tị nạn Phi. Yeah. Phi là đã cái cánh cửa đã đóng lại rồi đúng không? Yeah. Thế thì bây giờ còn những người tị nạn mà ở bên Thái mà hiện tại tại mà 50 người đó, Trịnh Hội nói là Trịnh Hội muốn gây quỹ để mà giúp cho họ. Yeah. Vậy thì cái kế hoạch hoặc là cái dự án mà Trịnh Hội muốn thực hiện cho cái việc gây quỹ là gì? Và Trịnh Hội kêu gọi cộng đồng của chúng ta sẽ đóng góp như thế nào và làm như thế nào để chúng ta cảm thấy là chúng ta vừa minh bạch, dạ vâng, mà vừa cảm thấy rằng là cái công việc của mình vô cùng ý nghĩa. Dạ. Cũng tùy coi là cộng đồng ở đâu. Nếu mà cộng đồng ở Mỹ thì không giúp được trong vấn đề làm người bảo trợ. Tại làm người bảo trợ là phải người Canada. Oh. Dạ vâng. Thành thử là thế ở Mỹ chỉ có thể nói là đóng góp tài chính thôi. Dạ không, có một cái đóng góp nữa mà rất quan trọng hơn tài chính, đó là đóng góp nhân lực. Bởi vì cái công việc mà giúp đỡ người Việt tị nạn của Voice á, là một công việc hoàn toàn thiện nguyện. Cá nhân em và tổ chức Voice không có charge, không có bắt người tị nạn bất trả bất kỳ chi phí nào cả. Tất cả đều là miễn phí. Nhưng mà miễn phí đó là miễn phí tiền thôi chứ. Còn cái công mình vẫn phải bỏ ra, phải không ạ? Thì làm hồ sơ nó tốn rất là nhiều công sức. Em rất mong là cộng đồng người Việt ở đây, đặc biệt là các bạn trẻ, nếu quý vị ở đây xem được cái đoạn phỏng vấn này và quý vị có con hoặc là anh em hoặc là bạn bè mà trẻ tuổi đã học ra trường, đặc biệt là các luật sư trẻ, thì rất mong là quý vị sẽ khuyến khích họ liên lạc với Voice và sang bên Philippines hoặc Thái Lan làm việc thiện nguyện từ 3 tháng cho đến 1 năm. Cái nhân lực rất là cần thiết. Bởi vì giống như là em có chia sẻ với chị đó, em rất là muốn thành công trong cái vai trò của mình là một người cha. Nếu mà nói về thành công trong cái vai trò là một người luật sư tranh đấu cho tị nạn thì em thấy là em cũng khá thành công. Trong những năm vừa qua đã giúp được một số người đi. Trong vấn đề mà làm giám đốc điều hành để mà đào tạo một thế hệ trẻ trong chương trình xã hội dân sự Việt Nam thấy cũng ok. Nhưng mà vai trò người cha là một cái vai trò khá là tệ. Còn vai trò mà đóng vai trò làm con là tệ nhất luôn đó. Tại vì gia đình của Trịnh Hội bên Úc hết, ba mẹ năm nay đều đã trên 70. Nhưng mà Trịnh Hội không có sống được gần để mà giúp ba mẹ. Chứ đừng nói là giúp tiền bạc. Bây giờ ba mẹ không cần tiền, ba mẹ chỉ cần con sống gần để mà chở ba mẹ đi chợ thôi cũng không làm được. Thì nói thật là em rất là mong muốn là có cái sự đóng góp về nhân lực nhiều hơn. Còn đóng góp về tài chính thì Trịnh Hội cũng mong là quý vị nếu như có cái thiện ý đóng góp giúp đỡ cho công việc của Voice nó trôi chảy hơn. Bởi vì ngoài cái tiền mà đóng từ 3.000 đến 4.000 đô cho mỗi người đó, thì tiền đi máy bay, đi vận động, ví dụ tiền của em đi qua bên Canada đi vận động hoặc là đi về Thái, 2 tuần nữa em về Thái để mà làm hồ sơ thì cũng phải tiền từ cái quỹ ra. Chứ cá nhân của em mà nếu mà bỏ, làm sao mà có tiền để mà bỏ tiền ra để mà đi làm những công việc như vậy. Và không phải mình em không, hiện giờ Voice còn 2 thiện nguyện viên khác nữa làm công việc đó. Thì nếu quý vị có thể đóng góp thì xin quý vị sẽ liên lạc thẳng với Trịnh Hội qua email là hoitrinh@gmail.com, hoặc là quý vị có thể lên cái website của Voice là www.vietnamvoice.org đó quý vị, hoặc là có thể gửi về địa chỉ là 245 East Pepper Drive, Long Beach, California 90807. Cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, luật sư Trịnh Hội đã bỏ, phải nói là cái này là Phiến Đan biết và Phiến Đan xác thật là bỏ cả cái tuổi trẻ của mình. Phải nói bây giờ thật sự là trung niên, hết trẻ rồi. Dạ, năm nay em 48 tuổi thôi chị. Cho nên là thưa quý vị, bỏ hết cái tuổi trẻ của mình để lo cho những người tị nạn với một cái thành tâm như vậy. Nếu mà luật sư Trịnh Hội như những luật sư khác xách cặp sáng đi chiều về thì giờ này là cũng có rất là nhiều nhà cửa và có thể nói là giàu. Phiến Đan biết là bạn bè của Trịnh Hội là những luật sư ở bên Úc và cũng là những bạn bè của Phiến Đan. Thì bây giờ họ rất là thành công, bởi vì sao? Họ lo cái công việc của gia đình, của công việc của riêng họ. Nhưng mà luật sư Trịnh Hội thì ngày hôm nay ở Mỹ, ngày mai thì lại ở Thái, ngày mốt thì lại ở Canada, đi những cái quá trình dài như vậy. Nhưng mà luật sư Trịnh Hội thì
không có một cái profit nào hết cho chính mình. Vì vậy mà thưa quý vị, nếu mà chúng ta quan tâm thì chúng ta kêu gọi những, có nhiều vị phụ huynh thấy vậy nói ồ con mình như vậy nó ra luật sư phải để cho nó kiếm tiền cho nó đi kiểu đó thì làm sao nó có tương lai. Thưa quý vị, đôi khi chúng ta phải nghĩ lại, quay lưng lại, chúng ta thấy nếu như ngày xưa không có những người thiện nguyện như vậy thì làm gì ngày hôm nay chúng ta ngồi đây. Phải nói thật sự là đúng như thế. Vì vậy mà tại sao trên trại tị nạn có rất là nhiều người trong cao ủy Liên Hiệp Quốc, không phải là họ lãnh lương, có nhiều người họ cũng thiện nguyện. Nhưng mà vì những người thiện nguyện đó mà mới có chúng ta. Vì thế mà Phí Năn nghĩ rằng là cái câu chuyện của chúng tôi ngày hôm nay và của Trịnh Hội mời gọi tất cả các bạn trẻ đến với chương trình Voice để giúp cho những người tị nạn, bởi vì nó chắc không phải là forever, quý vị cũng phải làm hoài. Quý vị có thể ký một cái hợp đồng giúp cho Voice 6 tháng hay là 1 năm, đúng không? Yes. Rồi sau đó là quý vị có thể làm cái công việc riêng của mình, nhưng mà ít nhất trong cái cuộc đời mình cũng có những cái dấu ấn rất là đẹp đẽ là mình đã đóng góp cho cái xã hội này và cho những người mà mình nghĩ rằng là hai cái chữ là refugee, mà mình đã, bố mẹ mình đã từng là những người refugee, đúng không? Yeah, right. Cho nên rất tiếc là chị Phí Năn thì là lớn tuổi, trình độ thì cũng kém cỏi không bằng Trịnh Hội, chứ nếu mà đưa con trẻ này như Trịnh Hội là cũng đi. Có ông nói chứ, thưa với quý vị và xin lỗi chị nha, nhưng mà em cũng phải cắt ngang là bởi vì em nghĩ mỗi người đóng một vai trò khác nhau. Hôm nay thì chị lẽ ra là chị phải ở nhà để mà lo chuyện chồng con hoặc là đi về Úc, nhưng mà chị đã có dịp mà cho em nói chuyện ở đây với đồng bào, chia sẻ đồng bào, thì em nghĩ là mỗi người mỗi việc chị, mỗi người một công việc. Thưa quý vị, vì thế mà Phí Năn mời gọi quý vị khi nào mà quý vị nghe những cái thông tin để giúp đỡ những người tị nạn mà của tổ chức Voice, xin quý vị mở lòng và giúp đỡ. Có những người không làm nhưng mà lại chỉ thích chỉ trích và vẽ voi vẽ rắn, và chúng ta là những người phải nói là chúng ta chỉ có hai lỗ tai thôi, nhưng mà miệng thì một cái, nhưng mà rất là nhiều người nói, mỗi người một cái miệng mà nói không đúng á, người ta sao mà thất bỏ ấn, cho nên là cái câu chuyện nó sẽ không đúng và nó sẽ gây ảnh hưởng, mà không phải ảnh hưởng cho Trịnh Hội khi mà nếu nói như vậy thì sẽ ảnh hưởng cho những người tị nạn, những thiệt thòi đó là những người tị nạn chứ không phải là của luật sư Trịnh Hội. Bởi vì nếu mà quý vị không đặt niềm tin vào Voice hay là vào một cá nhân nào đó thì quý vị buồn, quý vị không thèm ủng hộ cái chương trình đó thì rất tội nghiệp cho những người tị nạn, đúng không? Đó là cái câu chuyện mà ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị về cái chương trình tị nạn mà đang diễn ra, và trong sắp tới thì sẽ có một số hoạt động để mà gây quỹ giúp cho những người tị nạn đó. Mà bây giờ câu hỏi cuối cùng cho những người tị nạn thì 50 người đó, nếu như những quý vị mà ân nhân đang ngồi xem tivi, yeah, có mở lòng mà muốn giúp cho một người thì chi phí để giúp cho một người là bao nhiêu? Giống như Trịnh Hội đã trình bày thưa chị, nó có hai cái loại chi phí khác nhau. Cái loại chi phí đầu tiên nó gọi là resettlement fees, thì 5 người bảo trợ phải có khoảng 10.000 đô Mỹ. Nó chính xác ra là 12.300 đô Canada. Một người cho một người. Một người cho 5 người cho một người. Phải có 5 người bảo trợ. Người một Canada. Một người không được à? Không được. Một người mà đưa 10.000 cũng không được à? Không, tại vì chỉ phải có 5 người bảo trợ thì hồ sơ mới được approve. Oh. You need 5 sponsors. Well. Not one, not four. 5 sponsors. Thì cái đó là cái vai trò mà Voice Canada phải đi tìm. 50 người tị nạn là phải có 250 người bảo trợ. Phải có 5 người bảo trợ thì một hồ sơ tị nạn mới được approve. Nhưng ngoài cái chuyện phải có 5 người bảo trợ thì 5 người bảo trợ đó, họ phải có một cái fund. Cái fund đó bao gồm 12.300 đô Canada là khoảng 10.000 đô Mỹ. Phải có để cái fund cho đó. Cho một người. Thí dụ như 5 người đó thì mỗi người phải có 12.000. Không. Hay là trong 5 người phải có 12.300. Đó là cái fees đầu tiên. Thì nếu mà ai muốn đóng góp thì vào đóng góp vào cái fees cho những người bảo trợ đó. Cái fees thứ hai là fees mà Voice phải lo. Đó là cái fees mà nó gọi là processing fees. Fees mà để giải quyết giấy tờ đó. Thì mỗi đơn xin tị nạn khi mình nộp vô cho chính phủ Canada thì họ charge mình 550 đô. Hồ sơ tị nạn ok rồi, được chấp thuận. Khi mà họ issue cái visa thì nó gọi là visa fees là 490 đô. Trước khi mà hồ sơ được chấp thuận là phải đi khám sức khỏe 130 đô. Tiền máy bay là khoảng 1.000 đến 1.500 đô. Rồi nếu mà ai mà có thể giúp đỡ được cái tiền máy bay thôi, thì ví dụ 1.000 vé thì 50 vé là 50.000. Nếu mà chỉ gây quỹ được cái số tiền đó thì em cũng rất là vui rồi thưa chị. Vâng.
Cảm ơn chị Hội. Thưa quý vị, đó là những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị về chương trình của những người tị nạn Thái Lan và với cái công việc của luật sư Trịnh Hội hiện nay tại Thái Lan là như thế và của Voice là như thế. Chương trình phần đầu của chúng tôi đến đây kết thúc và phía năm mời quý vị theo dõi phần 2 chúng tôi nói về xã hội dân sự và chương trình kỳ tới. Xin cảm ơn và chào tạm biệt quý vị. Xin chào quý vị. Việt Nam xin kính chào quý vị khán giả của Lido Sài Gòn TV. Lại một lần nữa, thân ái chào quý vị và gặp lại quý vị với một cái chương trình nói chuyện mà ngày hôm nay chúng tôi đã mời quý vị theo dõi vào tuần trước là cuộc hội ngộ của Phiến Đan và luật sư Trịnh Hội. Khi chúng Phiến Đan dùng cái chữ hội ngộ là bởi vì chúng tôi là hai chị em con của bà nữ hoàng Elizabeth mà của nước Úc. Cho nên chúng mà ngày hôm nay Phiến Đan gặp chị nói con sao em thấy đã quá. Thật sự là chỉ là thần dân thôi. Mình mà là con bả thì dễ gì mà mình ngồi đây. Mình đã ngồi trong Buckingham Palace. Ồ, Phiến Đan nói như thế là để mình tự hào tí. Mình tự hào là mình không phải là cái dân người ta bảo là down under. Dạ, mình chỉ là thần dân thôi. Người bảo là dân Úc là dân down under đó. Dạ, vâng. Và người ta nghĩ rất là dở về nước Úc nhưng mà họ không biết là nước Úc đi đến nhưng mà không muốn về. Thưa quý vị, trở lại là chúng tôi gặp Trịnh Hội về tuần trước và chúng ta đang nói chuyện về người tị nạn Thái Lan. Nhưng mà với cái sự hứa hẹn của chúng tôi thì ngày tuần này sẽ giới thiệu quý vị về xã hội dân sự. Và cái điều đầu tiên muốn hỏi Trịnh Hội, xã hội dân sự là gì? Như vậy thì thôi, để không dông dài ha chị ha. Em xin định nghĩa xã hội dân sự là gì? Theo quốc tế, định nghĩa quốc tế, xã hội dân sự, tiếng Anh nó gọi là civil society. Thì là nó là một trong ba cái mảnh lớn nhất trong xã hội. Ở trong xã hội chúng ta, nó chia ra làm ba cái sectors, ba cái thành phần. Thành phần thứ nhất thuộc về những gì của chính phủ. Nó gọi là government. Thành phần thứ hai là thuộc về những gì business, là mang lợi tức, mang lợi nhuận là business. Những thành phần còn lại là những thành phần non-profit, là những cái xã hội dân sự, là những thành phần, là những tổ chức xã hội dân sự, họ hoạt động không phải vì lợi nhuận. Họ hoạt động không phải tại vì họ đại diện chính phủ, mà thường là họ hoạt động cho những vấn đề xã hội dân sự liên quan đến dân quyền, nhân quyền, mà họ là cái cán cân để cạnh tranh với lại hai cái nhóm còn lại. Bởi vì mỗi nhóm cái lợi ích của họ khác nhau. Cái nhóm mà làm ra tiền á, thì cái lợi ích của họ là phải làm ra lợi nhuận. Thì nếu mà chỉ có để cho cái nhóm đó mà nó hoàn toàn kiểm soát tất cả mọi việc trong xã hội thì rất nhiều người sẽ bị cái cảnh gọi là bóc lột. Phải không ạ? Và nếu như mà chỉ cả một xã hội mà chỉ có chính phủ nắm quyền như kiểu ở Việt Nam thì cũng sẽ có vấn đề, bốc phải không ạ? Cũng có bóc lột và đàn áp. Thì trước đây ở Việt Nam của chúng ta đó, nó chỉ có một cái mảng đó thôi, mảng chính phủ thôi. Even cái mảng business cũng không có, tại tất cả đều bị quốc doanh hóa hết. Nhưng mà từ từ thì Việt Nam nó lại hình thành ra một cái thành phần thứ hai, đó là business. Hiện giờ ở Việt Nam, mặc dù là đa số những cái công ty lớn đều là thuộc chính phủ, nhưng mà nó đã bắt đầu những cái cơ sở mua bán thương mại, người dân được khá giả hơn. Nhưng cho đến bây giờ, xã hội dân sự Việt Nam cũng là điều rất là thiếu thốn. Ở Việt Nam phải được đăng ký và phải được chính phủ Việt Nam công nhận thì mới được cho rằng là có quyền hoạt động. Vì vậy ở Úc, ở Mỹ, ở Canada đều luôn có một cái mảng rất lớn là mảng xã hội dân sự Việt Nam, mảng xã hội dân sự mà nó gọi là độc lập, independent civil society, còn Việt Nam thì chưa có và nó đang được hình thành. Không biết em trả lời như vậy nó có đầy đủ không chị ạ? Thưa quý vị, cái cách trình bày của Trịnh Hội thì rất là rộng và rất là rõ ràng. Thế mà tuy nhiên nếu mà quý vị lớn tuổi cao niên thì có lẽ quý vị cũng sẽ hơi bị lẫn lộn một chút xíu. Cái xã hội dân sự theo như Trịnh Hội mà Phiến Đan được hiểu thì là cái xã hội dân sự là một tổ chức, một cái chương trình, một cái mình phải nói xã hội dân sự là nó bao gồm những số tổ chức những người phi chính phủ, nó phải phi chính phủ và nó phải phi lợi nhuận, tức là họ làm việc một cách là thiện nguyện. Dạ vâng. Họ tự phát, họ bất cứ một cái điều gì mà họ làm là không có ai lãnh đạo họ hết. Dạ vâng ạ. Từ họ. Dạ.
So, như Voice chẳng hạn, thưa quý vị, là một tổ chức xã hội dân sự ở bên Mỹ. Voice được tự động thành lập, chứ không phải là chính phủ Mỹ kêu gọi thành lập. Voice được thành lập không phải là vì lợi nhuận, có nghĩa là không phải là mình đang làm việc gì đó, sao nó làm nó đẻ ra tiền. Dạ vâng, thì đó là hai cái điều kiện quan trọng nhất trong cái xã hội, trong bất kỳ tổ chức xã hội dân sự nào. Nó phải là phi chính phủ, nó phải phi lợi nhuận, và quan trọng hết là nó phải independent, nó phải độc lập. Vâng, thưa quý vị, khi mà nói tới những điều như vậy thì Trịnh Hội cũng nói, thường thường á, thưa quý vị, khi mà một cái xã hội mà nó êm ấm, tự do và nó hạnh phúc thì chúng ta không nghĩ tới cái xã hội dân sự. Bởi vì cũng chẳng có ai đàn áp, mà chẳng có ai người nào cũng giống như người nào, sống sung sướng. Nhưng mà ở đời này làm gì có chuyện làm đó. Làm gì có chuyện đó, đúng không? Không, nhưng mà trước năm 1975 là cái cuộc sống của chúng ta, chúng ta chưa không nói tới cái xã hội dân sự, nhưng mà người ta vẫn không có vấn đề gì. Nhưng mà hiện nay tại sao mà chúng ta nói tới xã hội dân sự? Là bởi vì khi mà người ta dồn vào chân tường, người ta bị đàn áp, thì con người ta mới bung ra. Là nó bung ra từ những cái sự quan điểm, từ những cái tư tưởng, và những người có cùng một cái quan điểm với nhau thì họ đứng với nhau. Chẳng hạn như Voice không phải có một mình Trịnh Hội, mà sẽ có một số người đứng với hội. Cho nên chúng ta thấy rằng là xã hội dân sự đã tạo nên, đã kết thành một cái xã hội hoàn mỹ, họ đẹp, là bởi vì những người nghĩ tới những người khác và họ đứng ra ngoài cái sự sợ hãi để họ làm cái điều đó. Gần đây thì chúng ta thấy có một số các tổ chức chính trị hay nhắc tới bốn chữ xã hội dân sự. Vậy thì đối với Trịnh Hội, làm thế nào để Trịnh Hội muốn cái xã hội dân sự đã được hình thành trong một cái hoàn cảnh mà chính bản thân mình cũng là một người rất là khó khăn. Khi mình làm một cái vấn đề gì, ngay ở đứng trong Voice, mình cũng phải, dù mình có tâm nhưng mà mình cũng phải có tài lực. Xã hội dân sự nó không có đòi hỏi cái lợi nhuận. Nhưng nếu em không có lợi nhuận, làm thế nào em phát triển được cái xã hội dân sự đó? Tại vì em phải thuyết phục, phải làm một cái hành động nào đó để cho người ta tin mình. Và người ta tin mình đó chứ chị. Nếu như mà cộng đồng người Việt của chúng ta nói riêng, và cộng đồng những người hoạt động cho nhân quyền nói chung trên thế giới không tin tưởng vào những công việc của em làm, không tin tưởng vào công việc của Voice làm trong 10 năm vừa qua, thì làm gì mà mình gây quỹ được nếu người ta không tin mình, phải không ạ? Thành thử là nhờ người ta tin mình, nhờ người ta thấy được những công việc của mình làm, thì bao nhiêu người Việt tị nạn mới được đi. Và hiện giờ thì công việc mà Voice đang chú trọng nhất là công việc đào tạo. Công việc đào tạo tốn rất nhiều tiền chứ chị. Đấy. Tại mình phải nuôi biết bao nhiêu người. Một năm Voice đào tạo khoảng 30 người. Tổ chức ra rất nhiều khóa huấn luyện ở Đông Nam Á. Nội chỉ cái tiền mà máy bay không là chắc là tốn khẩm tiền, chứ đừng nói phải mình phải nuôi. Mà chương trình của Voice đào tạo có thể là 2 tuần mà cũng có thể là 2 năm. Thưa quý vị, khi nói tới hai chữ đào tạo thì quý vị sẽ tự suy nghĩ là nó có một cái tổ chức. Thì họ có nhiều người sẽ đặt câu hỏi, ồ, xã hội dân sự mà có một sự đào tạo dùng theo cái kiểu mà kiểu ở trong nước mà người ta hay dùng là cán bộ, đào tạo cán bộ. Thì chúng ta không nói chữ cán bộ, mà đào tạo những người hướng dẫn và những người đi tiên phong trong công việc đó. Nhưng mà mình không dùng chữ cán bộ, nhưng mà thật sự mình cũng là đào tạo cán bộ đó, nhưng mà cán bộ mình là cán bộ phản động. Dạ vâng. Vì vậy mà chị Hội là người rất khôi hài, thưa quý vị thông cảm nhé. Vì chị Hội là người đứng gần với đồng bào rất là nhiều. Và em rất vui. Và em rất vui là được dán cái nhãn phản động bởi chế độ cộng sản. Em rất vui là em được cho là phản động. Thưa quý vị, bởi vậy trở lại cái vấn đề mà xã hội dân sự, thế khi người ta nói như vậy đó, thì xã hội dân sự ngoài cái vấn đề mà tổ chức Voice muốn đào tạo ra một số người tiên phong như vậy, thì Voice hay là cái xã hội dân sự mà Trịnh Hội làm đó, có một cái tổ chức chính trị nó đứng đằng sau hay không? Tổ chức chính trị đứng ngoài sau thì không. Giống như em nói, hai cái điều kiện đầu tiên là phải phi chính phủ và phi lợi nhuận. Nhưng mà cái điều thứ ba rất quan trọng, phải độc lập, independent. Voice là một tổ chức rất độc lập. Hiện giờ không có tổ chức nào mà đứng sau lưng. Tuy nhiên, có những tổ chức mà nó lại non-Vietnamese, không có liên quan đến người Việt. Những cái tổ chức này, những tổ chức ngoại quốc, nó tài trợ cho công việc đào tạo của Voice. Nếu như vậy thì trong cái chương trình mà hoạt động để mà đào tạo ra những cái nhân tuyển để mà giúp cho mình đó, thì Trịnh Hội sẽ có những cái kế hoạch như thế nào? Chúng đang sẽ tạm ngừng trong giai đáp và trở lại với phần trả lời câu hỏi của Trịnh Hội. Cảm ơn quý vị.
Thưa quý vị, chúng tôi trở lại câu chuyện với luật sư Trịnh Hội, và ngày hôm nay chúng tôi nói chuyện về xã hội dân sự. Trong chương trình văn hóa và con người thì quý vị cũng cần phải biết một số vấn đề mà chúng ta không những là đọc báo chúng ta cũng vẫn mù mờ với những cái hoạt động này. Cho nên ngày hôm nay Phiến Đan mời luật sư Trịnh Hội để mà trình bày những vấn đề mà chúng ta cần phải biết. Thì bây giờ Trịnh Hội có thể nói là cái quá trình hay là cái tiến trình mà thực hiện vấn đề chúng ta đào tạo là như thế nào? Thưa chị, là cái vấn đề đào tạo của Voice nó bao gồm đầu tiên là recruitment, là mình phải chọn những cái người mà mình muốn đào tạo. Điều kiện như thế nào? Điều kiện trẻ. Voice không có đào tạo những người lớn tuổi, phải dưới 35 tuổi, và phải quan tâm về những vấn đề xã hội dân sự. Phải là một cái người mà có một số kiến thức, có nghĩa là phải học ra trường. Đa số đều là những người đã học ra trường. Phải có language, tiếng không, Anh. Không hẳn, tiếng Anh thì tụi em đào tạo được, tụi em rồi sau đó thì sao, nếu mà được nhận thì sẽ có những khóa chỉ có 2 tuần, nhưng mà có những khóa tới 2 năm. Đi làm việc đầu tiên là được đào tạo, cũng như là đi học về vấn đề nhân quyền, học về vấn đề dân chủ, học về vấn đề chuyển đổi dân chủ, democratic transition, học về media, về truyền thông, vân vân và vân vân. Rồi sau đó là tụi em tìm ra được những cái internship, là những cái chương trình thực tập ở những tổ chức khác, như là bên Phi. Thì dĩ nhiên là bởi vì em ở Phi khá lâu, thành thử là mình quen với những cái hạ viện và thượng viện của Phi đó, thì mình gửi các bạn vô hạ viện thượng viện để mà thực tập. Rồi sau đó thì họ về lại Việt Nam. Một cái thí dụ điển hình là mẹ Nắm. Mẹ Nắm từng là một trong những thực tập sinh đầu tiên của Voice, thưa chị. Thưa quý vị, luật sư Trịnh Hội vừa mới nhắc tới mẹ Nắm, một nhân tuyển mà đang được đề cử là ứng viên của giải Nobel Hòa Bình năm nay. Một cái điểm hạnh diện cho những người phụ nữ Việt Nam, mà nhất là những người phụ nữ mà có cái tinh thần bất khuất lẫm liệt như là mẹ Nắm, thì cũng phải nói là một cái điều mà chúng ta cảm thấy là tại sao mẹ Nắm lại tham gia vào cái nhóm của Voice và hoạt động với cái tính cách như là xã hội dân sự. Vậy thì Trịnh Hội có thể trình bày rõ hơn là nếu những người mà đó họ ở đâu, đào tạo họ ở Mỹ, ở Úc, ở đâu, ở ngay ở Việt Nam hay ở tất cả nơi trên thế giới? Tụi em có chương trình đào tạo trong nước, trong Việt Nam dĩ nhiên là không có chính thức, không công khai. Sau đó thì được chuyển ra ngoài Đông Nam Á đào tạo. Tụi em có chương trình đào tạo khi thì tổ chức ở Đài Loan, khi tổ chức ở Thái Lan, khi tổ chức bên Phi Luật Tân, nhiều nơi lắm ạ. Rồi sau đó thì tùy các bạn, có những bạn giỏi thì tụi em tìm ra được những cái khóa huấn luyện mà ở bên Úc luôn ạ. Tụi em có quen được một cái văn phòng của ông dân biểu tên là Chris Hayes ở vùng Karamara. Thì Nguyễn Anh Tuấn là một trong những người từng là thực tập sinh của Voice, bây giờ Tuấn vào Việt Nam rồi và Tuấn đang ở Việt Nam. Nhưng mà trước khi mà Tuấn về lại Việt Nam đó, thì tụi em đã giúp cho Tuấn có một chương trình làm thực tập ở văn phòng của ông dân biểu Chris Hayes. Ở Karamata và ở Quốc hội Úc ở Canberra. Rồi sau đó Tuấn về Việt Nam. Hình như là Chris lấy vợ Việt Nam phải không? Không ạ, Chris Hayes sống ạ. Úc ạ. Thưa quý vị, cái vấn đề mà của Trịnh Hội nói là vấn đề xã hội dân sự và những người mà tham gia, thì họ tham gia và dĩ nhiên họ phải tự nguyện, đúng không? Dạ vâng ạ. Và họ phải chấp nhận thử thách. Dạ. Thì cái thử thách lớn nhất mà xã hội dân sự kinh đào tạo cho những người mà tham gia cái xã hội dân sự đó là gì? Cái thử thách lớn nhất đối với họ là gì? Thử thách lớn nhất là cái cơ hội đi tù nó sẽ cao nếu người đó thành công trong việc giống lên tiếng nói của mình, giống như mẹ Nắm đã bị xử 10 năm. Dạ. Thế thì trở lại cái vấn đề đó, thì Phiến Đan muốn hỏi quý vị là quý vị đã đọc báo và xem rất là nhiều tin tức. Quý vị đã thấy ở trong Việt Nam bây giờ rất là nhiều những người trẻ biểu tình, những người trẻ đứng lên nói cái tiếng nói bất khuất của mình và bị đánh đập, bị bắt, bị vùi dập trong tù. Thế thì có nhiều người đặt câu hỏi là cái những người trẻ đó đang bị được một cái thế lực thù địch ở bên ngoài giật dây cho tiền. Thì không biết là Trịnh Hội có dính vào cái thế lực thù địch này không? Dĩ nhiên chị, đó là Việt Nam mà, muốn nói gì nói chứ. Không những em bị cho là phản động mà còn có những tin đồn mà thất thiệt là em là khủng bố gì đó. Nhưng mà chị nhìn em chị thấy em phản động dữ không? Là tùy chị phải không ạ? Rồi là Trịnh Hội nghĩ rằng là nó cũng tùy người thôi ạ. Dĩ nhiên thì Cộng sản Việt Nam họ muốn nói gì họ nói, còn cái việc mình cảm thấy đúng thì mình cứ làm.
Dạ vâng. Vậy thì cái vấn đề mà muốn hỏi Trịnh Hội là những người mà ngoài cái thử thách đó, họ nếu như những người ở Việt, ở bên Úc đi, ở bên Mỹ có một số thanh niên mà muốn đóng góp vào cái chương trình đó, gặp Trịnh Hội để được đào tạo, được hướng dẫn mà họ vào Việt Nam thì sao? Thưa chị, là hiện giờ Voice không có chương trình huấn luyện cho Việt Kiều, không có cho chương trình huấn chỉ luyện cho những người ở trong tuổi nước. Trẻ ở bên ngoài đi về Việt Nam. Voice hiện giờ chỉ có chương trình huấn luyện cho các bạn trẻ ở Việt Nam đi ra ngoài học hỏi rồi sau đó về lại. Thế thì còn đối với chúng ta đào tạo như vậy thì cái mục tiêu và cái đối tượng có nhắm vào những du sinh Việt Nam tại hải ngoại không? Dạ, em nghĩ là một câu hỏi rất là tốt. Em nghĩ là nên làm, nhưng mà Voice chưa có đủ nhân lực cũng như là tài lực để làm. Phía Nam thấy là ở Úc những hoạt động của thanh niên, sinh viên và những người trẻ Úc rất là hay. Họ có những cái chương trình như vừa rồi thấy Con đường nhân bản của luật sư Trần Kiều Ngọc. Rất là hay, có những người trẻ tại Việt Nam họ ra họ nói những cái tiếng nói của họ. Họ là những người du sinh. Nhưng mà thưa quý vị, khi chúng ta nói chữ du sinh, chúng ta đừng có mặc cảm và nghĩ là họ là những người đối kháng với mình, mà phải nói rằng đó là những người tha thiết và mong được cởi bỏ những cái khó khăn mà họ đang phải vương mang trong cái cuộc đời của họ, thì để họ muốn được tự do như mình. Nói thì... chứ chị ạ, trước đây những người như là Lê Công Định hoặc là Nguyễn Tiến Trung đều là du sinh đó chứ, thấy không? Họ đi ra ngoài, họ đi học mà sau đó về lại rồi họ lại giúp đất nước. So đúng, em cảm nhận được cái sự rất là cần thiết của cộng đồng chúng ta, không phải là cộng đồng người Việt ở Úc không, mà cộng đồng người Việt trên toàn thế giới cần phải có nhiều sự liên hệ hơn, quan tâm và cần cái sự quan tâm hơn đến những du học sinh Việt Nam và giúp đỡ cho họ xác nhận ra được, thấy ra rõ ra được chế độ đó cần phải được thay đổi như thế nào. Rất tiếc là cái nhân lực của Trịnh Hội cũng như là tài lực của Voice nó không đủ để mà đào tạo những người đó. Đối với vấn đề đó là những cái vấn đề nó liên hệ tới những cái quan điểm hoạt động như gần như là chính trị hóa tư tưởng. Dạ không ạ, em thì em là không nghĩ. Chị không nghĩ là nếu hội không nghĩ là chính trị. Chính trị không, khác. Khi chúng ta nói tới những cái quan điểm và những cái tư tưởng, chúng ta không xác động họ làm chính trị nhưng mà cái tư tưởng này dẫn đó. Quan điểm chính trị nó khác với những hoạt động chính trị. Những hoạt động chính trị là những hoạt động của một đảng phái chính trị để họ cố gắng nắm quyền. Đấy. Những cái tư tưởng chính trị, bất kỳ ai cũng có những tư tưởng chính trị. Chị mà không thích Trump hay là chị thích Trump, em thích Obama hay là không thích Obama, đó là những tư tưởng chính trị. Đã nói tôi ghét Cộng sản, đó là một tư tưởng chính trị. Ở đời này ai cũng có những tư tưởng chính trị, nhưng mà chỉ có một số người mới có những hoạt động chính trị. Dạ vâng. Thưa quý vị, vì đó như vậy, vì những cái vấn đề như thế mà phải có xã hội dân sự. Bởi vì nếu mà chúng ta không có những người mà hoạt động theo cái tính cách của 4 chữ xã hội dân sự thì chúng ta sẽ thấy rằng là người ta rất là sợ hãi và người ta không dám làm điều gì cả. Bởi vì cái xã hội dân sự mà như Trịnh Hội nói đó là hướng dẫn cho người ta thoát ra cái sự sợ hãi để người ta đòi hỏi cái quyền làm người. Dạ vâng. Cái quyền làm người đó là cái tính cách để cho người ta đứng dậy. Mà cái xã hội dân sự mà theo Trịnh Hội nói đó thì Phiền Đan cũng được biết là, thưa quý vị, có một số sinh viên, có một số thanh niên, kể cả những người công nhân nữa, họ đi lao động ở các nước. Thật sự ra họ cũng có thể đóng góp vào trong cái xã hội dân sự đó, bởi vì họ chính là những người bị bóc lột, đúng không? Dạ vâng. Dạ. Thế thì cái hướng sắp tới thì tổ chức của Trịnh Hội, tổ chức Voice làm thế nào để mà chúng ta tổ chức được một cái lớp mà có rất là nhiều người, như là một cái trại hè vậy, mình có thể làm được không? Em nghĩ là mình có thể làm được, nhưng mà chắc chắn là không, mình Voice làm không được rồi. Chỉ một việc đi gây quỹ giúp đỡ cho 50 người tị nạn và đào tạo một năm khoảng 30 người trong nước là Voice đã hết hơi rồi. Vậy thì làm thế nào mà Trịnh Hội muốn song song hai việc? Mà cái quan tâm nhất của Trịnh Hội là xã hội dân sự. Dạ vâng, đúng vậy ạ. Em vẫn nghĩ là nếu mà thật sự cái sức của Voice mà chỉ làm việc tị nạn không á, thì em nghĩ là có thể giúp đỡ trên 50 người chứ không phải 50 người. Nhưng nếu mà chỉ làm việc tị nạn không, thì giống như em nói chị nha, một năm mà giúp thêm 100 người thì 10 năm giúp được 1.000 người. Mà em nghĩ 10 năm nữa chắc em cũng phải bắt đầu đi về hưu là vừa rồi. Thành thử là phải cố gắng làm sao đó để
chấm dứt cái câu chuyện tị nạn Việt Nam, mà muốn chấm dứt là phải tiếp tục giúp đỡ sao đất nước của mình nó được tự do dân chủ. Nếu như thế thì thưa quý vị, câu trả lời sẽ đến với quý vị sau phần giới thiệu các cơ sở thương mại bảo trợ cho đài. Cảm ơn quý vị. Phía này cảm ơn quý vị và trở lại câu chuyện với luật sư Trịnh Hội. Chúng tôi đang nói chuyện về xã hội dân sự, mà một cái chương trình mà Trịnh Hội đang và tổ chức Voice đang hướng tới và đang muốn phát triển. Bởi vì theo như luật sư Trịnh Hội thì nếu mà muốn chấm dứt cái tình trạng mà những người tị nạn bỏ nước ra khỏi Việt Nam thì chúng ta phải chấm dứt độc tài và chấm dứt những đàn áp ở trong nước. Mà muốn như vậy phải xây dựng xã hội dân sự. Vậy thì Trịnh Hội ạ, nếu như trong những cái hoàn cảnh hiện nay mà chúng ta thấy tình hình chính trị, chúng ta thấy là ở Việt Nam bây giờ nó đang rất là khó khăn, thay đổi rất là nhiều, ngay cả người ta cũng nói với nhau là nó có thể mình đi tới tình trạng mất nước. Vậy thì khi mà một cái thể chế chính trị nó đã thay đổi quá lớn như vậy thì cái tổ chức xã hội dân sự mình có liệu thành lập được hay không? Nếu như mà mình bị một cái thể chế chính trị khác nó cover up mà nó sẽ không có cho mình hoạt động, không có cho người dân được nhiều tự do. Hiện giờ thì nó đã không cho Voice hoạt động rồi mà chị. Đúng, nó không cho hoạt động, nhưng mà ít nhất cũng là người Việt Nam. Câu như vậy, câu hỏi của chị là nếu như một ngày nào đó Trung Cộng mình mất nước thì Voice có sẽ hoạt động hay không? Nói thật như vậy, em chưa bao giờ nghe câu hỏi đó. Thứ nhất là em không nghĩ rằng em sẽ đặt em vào cái tình trạng nó tệ đến đó. Tại vì nếu mà em cảm thấy nó quá tệ, thôi giờ em đi lo, em về nhà em lo con em là tốt nhất là làm việc này gì. Em vẫn nghĩ rằng là trước khi mà nước Việt Nam mất thì nước Việt Nam nó đã được tân dân chủ rồi ạ. Thành thử là em không nghĩ tức cái điều tệ. Vì vậy nhất mà chúng ta cần phải xây dựng xã hội dân sự. Yes, em không nghĩ là cái cơ hội mất tiêu nước tiêu cực đến như vậy. Dạ, yeah, em không thể nào nghĩ it's so bad. Tại vì nó so bad quá, thì, yeah, so I don't think about it. Yeah. Right. Thưa quý vị, vậy thì quý vị có đặt câu hỏi nào với một cái người trẻ, một người mà có nhiệt huyết như thế này, một người có một cái hoài bão rất là lớn như vậy, thì chúng ta có bao giờ chúng ta nghĩ rằng là chúng ta không cần xã hội dân sự, không cần một cái nhóm xã hội dân sự, nhưng mà chúng ta vẫn có thể đòi hỏi, đòi tự do, dân chủ, nhân quyền, thoát bỏ độc tài được không? Em nghĩ mình nên đòi, nhưng mà mình nên đòi qua những hành động cụ thể, chứ không thể nào chứ tôi muốn dân chủ, tôi muốn dân chủ. Em là dân chủ nó sẽ đến. Em không nghĩ là dân chủ sẽ đến nếu mà mình chỉ bưu tình. Nếu như vậy, câu hỏi những người mà hoạt động trong cái tổ, trong những người mà đi trên con đường xã hội dân sự đó, họ sẽ phải làm gì để tạo ra những cái cơ hội cho chúng ta? Giống như em nói, trình bày trong phần đầu tiên, nếu như không phải chúng ta chỉ có một mẹ nấm, mà chúng ta có 10 mẹ nấm. Nếu chúng ta không phải chỉ có một Lê Công Định, mà phải có 100 Lê Công Định. Và nếu không phải chúng ta chỉ có một Trần Huỳnh Duy Thức mà đến hôm nay là đã tuyệt thực 20 ngày, mà chúng ta có 1.000 Trần Huỳnh Duy Thức thì khi đó đất nước Việt Nam sẽ được tự do và dân chủ. Có một số người đặt ra những cái câu hỏi trước những cái vị, những cái nhân vật mà chúng ta đang nghe nói, luật sư Nguyễn Văn Đài, Điếu Cày, Tạ Phong Tần, đó là những người mà Nguyễn Hồng Sơn, những người đã đi trên cái con đường Phạm Hồng Sơn đi trên những cái con đường mà chúng ta thấy gần giống như là xã hội dân sự, họ đấu tranh đủ thứ, nhưng mà tới khi họ ra nước ngoài thì họ làm được gì? Những cái tên mà em vừa nhắc là không phải những tên đi ra ngoài nước rồi, mà những tên trong nước. Đúng. Lê Công Định đang ở trong nước, Đoan Trang trong nước, Mẹ Nấm đang ở trong nước, và Trần Huỳnh Duy Thức đang ở trong nước. Em vẫn nghĩ rằng những người trong nước là những người sẽ đi tiên phong. Đúng, em đồng ý với chị là một số cựu tù nhân lương tâm khi đi ra ngoài có thể là cái ảnh hưởng của họ nó khác đi, nhưng mà em vẫn nghĩ rằng là ở cái thời đại này đó, cái thời đại mà internet nó làm chủ cái vận mệnh của không phải dân tộc không mà của đất nước, mọi người đều sử dụng internet để đưa ra những thông điệp mà họ muốn, thì em nghĩ là cái gap, cái sự ngăn chia giữa bên trong và ngoài nước bây giờ càng ngày nó càng ngắn lại, nó nhỏ lại.
Điều đó nói như vậy không phải là em nói là người trong nước và người ngoài nước y chang như nhau. Em nghĩ là, nhưng em vẫn nghĩ là để thành công, thưa với quý vị, trong cái công việc dân chủ hóa Việt Nam thì chúng ta có rất nhiều người cần phải đóng nhiều vai trò khác nhau. Mình có thể cho đây là một trận chiến này không có bom đạn, không có người chết, hoặc là nếu có chết thì nó cũng ít chứ không phải chết như ngày xưa. Có đánh đập, có đổ máu, có đau thương và có mất mát, điều đó là chắc chắn. Trong cái cuộc tranh đấu, đấu tranh này để giành lại sự tự do và dân chủ cho quê hương của chúng ta, mỗi người sẽ có một vai trò khác nhau. Một blogger sẽ có một vai trò khác, một người mà đi vận động nhân quyền khác, một người đi biểu tình khác, và một người mà đứng lên là một lãnh tụ trong đất nước Việt Nam nó cũng khác. Chúng ta cần rất nhiều người, và cần rất nhiều người đó làm việc chung với nhau, không hẳn là phải đoàn kết, tại vì cái chữ đoàn kết đó với em nó hơi không tưởng, nó hơi không tưởng. Chúng ta không thể nào mà yêu cầu ví dụ như 96 triệu dân đoàn kết với nhau. It doesn't make sense. Nước Mỹ này nó không cần 325 triệu người đoàn kết. Nó chỉ cần mỗi người xác nhận được, thấy được cái vai trò của mình trong cái công việc dân chủ hóa Việt có Nam trách nhiệm. Thế là đủ. Vâng, thưa quý vị, nói như Trịnh Hội, tức là luật sư Trịnh Hội đã vẽ ra chúng ta một cái bối cảnh, một cái hoàn cảnh của một cái xã hội. Nếu như không có những người đứng lên, không có những người thiện nguyện, không có những người dám nói và dám làm, không có những người dấn thân, dùng cái chữ dấn thân, thì sẽ không có một cái xã hội tốt đẹp. Và nếu như vừa rồi chúng ta thấy là cái ngày 10 tháng 6, nếu như chúng ta thấy 100.000 người đổ xuống khắp nơi trên toàn nước Việt Nam đi biểu tình, thì đang tin rằng cái tác động của 100.000 người đi xuống đường đó phải có những nhân tuyển của xã hội dân sự. Nếu mà chúng ta không lên tiếng, chúng ta không bỏ nhỏ và chúng ta không nói giải thích cho người ta, thì người ta cũng không dám mạnh mẽ xuống đường đến như vậy. Thành ra nói như vậy là thêm một vấn đề để chúng ta thấy rằng nếu chúng ta không có những người đi đầu, những người tiên phong và những người dám nói, những người dấn thân, thì sẽ không có một cái sự công phá để cái bức tường độc tài đó nó sụp xuống. Vậy thì bây giờ cái câu hỏi mà chị nghĩ là chúng ta cũng gần hết giờ mà hỏi Trịnh Hội. Trịnh Hội muốn nói gì với quý khán giả về cái xã hội dân sự, mà cái mục tiêu mà Trịnh Hội muốn làm là gì? Thưa quý vị, Trịnh Hội có 3 cái mục tiêu muốn làm trong vấn đề xã hội dân sự. Vấn đề thứ nhất là đào tạo càng nhiều người nữa, càng nhiều người càng tốt. Thưa quý vị, cái công việc thứ hai là sau khi các bạn được đào tạo về trong nước thì chúng ta cần có những cái dự án để mà họ thực hiện được. Bộ phim Mẹ Vắng Nhà mà trong thời gian vừa qua cũng như sắp tới mà Voice trình chiếu là một trong những dự án mà Voice muốn làm liên quan đến vấn đề nhân quyền. Finally, we honor one woman who is not able to be here today. Nguyen Ngoc Nguyen of Vietnam. Quỳnh không có dám ôm, có lẽ là Quỳnh đã biết mình là thân phận của người tù rồi. Cô mới nói là vậy thì xin mấy anh công an cho nắm ôm mẹ một cái có được phép không? Chính là an ninh mà đấm cái thằng con mặt tôi. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh con tôi. Bây giờ Như Quỳnh con tôi. Mẹ là con tôi. Yêu đó mà không có tôi. Đã đó. Mẹ là con tôi. Con đó. Nó nói khi nó làm nó đã không biết được việc nó làm và nó lường được cái hậu quả, và cũng như cái đây là cái lòng mà người mẹ thương con, cho nên mình cầu cứu người này, mình xin người này, mình nhờ sự giúp đỡ bên đó. Nó không thấy mẹ đi về chung với nó nữa, nó sẽ hỏi là sẽ đau, sẽ mệt, nó sẽ hoảng hốt. Cô không dám, cô không dẫn nó vô ạ.
Và công việc thứ ba cuối cùng đó là vận động cho sự tự do của những tù nhân lương tâm cũng như vấn đề nhân quyền. Điều đó thì cộng đồng người Việt hải ngoại là đã làm nhiều rồi. Em mong rằng công việc đó sẽ được tiếp tục hơn nữa. Tuy nhiên em mong rằng là công việc đó sẽ được tiếp tục bởi những thế hệ tiếp nối. Thưa quý vị, nói một cách tha thiết, tức là Trịnh Hội chỉ có 2 cánh tay, 10 ngón tay và chỉ có 1 cái đầu. Nhưng mà nếu mà Trịnh Hội có một cái sự đóng góp của 1.000 cánh tay, 1.000 người giúp cho Trịnh Hội thì cái công việc nó nhanh hơn. Ai cũng mong rằng chúng ta sẽ có một đất nước dân chủ và tự do. Dạ vâng. Nhưng... đúng, và em muốn chia sẻ thêm đó chị, thưa quý vị. Trịnh Hội là lớn lên bên Úc, sau đó qua Mỹ. Nhưng mà Trịnh Hội là một trong những người sáng lập ra Voice. Nếu Trịnh Hội làm được thì rất nhiều người sẽ làm được. Và nếu như không phải chỉ một tổ chức Voice mà là chúng ta có 1.000 tổ chức xã hội dân sự của Voice, chúng ta nên nhớ là có 2 triệu người Việt ở Mỹ, 4 triệu người Việt ở hải ngoại. Voice chỉ là một tổ chức xã hội dân sự. Nếu chúng ta có 1.000 tổ chức xã hội dân sự làm việc đào tạo thì quý vị cứ tưởng tượng 1 năm đó thì Voice đào tạo được 30 người. Nhưng mà nếu có 1.000 tổ chức xã hội dân sự, phải không, thì quý vị phải nhân nó lên 1.000 thì nó sẽ ra là 30.000 người được đào tạo. Quý vị có thể tưởng tượng được rằng là chỉ cần 1.000 người làm cái công việc mà giống như Voice làm thì chắc chắn đất nước chúng ta sẽ thay đổi. Thưa quý vị, phía Nam sẽ tạm dừng trong chơi lát và trở lại phần cuối của câu chuyện với luật sư Trịnh Hội. Cảm ơn quý vị. Việt Nam xin cảm ơn quý vị và bây giờ chúng tôi trở lại phần cuối của câu chuyện hôm nay. Câu hôm nay là chúng tôi được nói chuyện với luật sư Trịnh Hội để mà giới thiệu với quý vị những cái hoạt động bên ngoài Việt Nam, bên ngoài nước Mỹ mà nó cần được cái sự hỗ trợ của tất cả quý vị, bởi vì chương trình mà chúng ta đang muốn, đang cần, cộng đồng của chúng ta suốt cả mấy tháng nay cứ lên xuống đường biểu tình vào mỗi người chủ nhật chỉ để một mục tiêu phản đối cộng sản và đòi hỏi nhân quyền và dân chủ. Nhưng mà cái mục tiêu mà chúng ta đòi hỏi đó, con đường của chúng ta đi đó, nó có khả thi và có nó được nhanh chóng để đưa đất nước chúng ta dân chủ và tự do hay không, là bởi vì chúng ta cần có những người trong nước đồng hành với chúng ta. Và những người đó là ai? Những người đó là những người dám dấn thân, dám xuống đường và dám lên tiếng, dám bước khỏi cái xiềng xích của độc tài. Thì những người đó là, thưa quý vị, họ phải được hiểu biết về xã hội dân sự. Và đó là cái vấn đề mà chúng tôi nói hôm nay. Và để kết thúc cái chương trình thì thật ra như hồi nãy chị Phương Đan nói với Trịnh Hội là chúng tôi, nước Úc phải nói ai cũng ca ngợi nước Úc là đoàn kết, chún đường, nghĩa là đồng lòng, nghĩa là 40 mấy năm rồi chúng tôi biểu tình và vẫn còn càng ngày càng biểu tình đông hơn. Là tại sao? Người ta có cùng một cái sự suy nghĩ nhưng mà cái hành động thì, thưa quý vị, Phiến đang nghĩ rằng ai cũng có thể có hành động riêng của mình. Trịnh Hội nói mỗi người có một cái tổ chức Voice khác nhau. Phiến đang sẽ có một cái tổ chức Voice để mà góp như thế nào. Chúng đang ngồi trên mạng xã hội, Phiến đang chat chip, Phiến đang trả lời, Phiến đang đối thoại cũng là một cách chúng ta làm công tác mà chúng ta muốn tuyên truyền hay là chúng ta muốn là hướng dẫn cho người ta. Còn những cái tổ chức mà xã hội dân sự như Trịnh Hội nói là nó cần phải có một cái tổ chức hẳn hòi, có những người có cái đầu óc tư duy và phải hiểu biết về luật pháp nữa. Nếu chúng ta nói xã hội dân sự mà chúng ta không hiểu nhiều về luật pháp, khó lắm quý vị. Cho nên phải được huấn luyện, phải không? Nếu mà chúng ta làm một cái điều gì đó mà chúng ta nắm được luật, thí dụ như Phía Nam đã có xem một số các cuộc xử án ở Việt Nam. Các luật sư ở Việt Nam họ nắm luật rất là nhiều. Họ lên tiếng bảo vệ cho người dân oan, người kia. Luật thì nắm rất là nhiều. Nhưng mà để mà họ chất vấn chính quyền là bởi vì cái người này không làm, không phạm luật. Thế nhưng mà thưa quý vị, độc tài thì nó đâu có sợ luật. Nó vẫn phá vỡ cái luật đó. Nhưng mà tại sao chúng ta nói xã hội dân sự chúng ta cần phải có luật pháp? Lệnh luật sư Trịnh Hội nói cái vấn đề đó.
Dạ vâng, em nghĩ thì về vấn đề luật pháp thì dĩ nhiên là kể cả luật ở Mỹ nữa. À, chúng ta càng hiểu luật thì chúng ta càng hiểu cái vai trò của chúng ta trong xã hội nhiều hơn. À, có lẽ đó là lý do mà tại sao mà đa số những cái nhà lãnh tụ thì phần đông là luật sư. Bởi vì học luật ra đó, mình xác nhận được cái xã hội của mình nó sống á, luật được thay đổi như thế nào. Luật thật ra nó chỉ là những cái điều mà do chính con người tạo ra, phải không ạ? Thì mình càng hiểu nó thì mình càng hiểu xã hội, và mình càng hiểu cái vai trò của mình trong cái xã hội đó. Trình Hội rất mong là quý vị không những là tìm hiểu về luật pháp ở đất nước của mình đang ở, mà còn đi tìm hiểu cái luật Việt Nam, và làm thế nào để mà giúp dùng cái luật Việt Nam để mà giúp cho những người mà kém may mắn hơn chúng ta, kể cả những người Việt tị nạn, kể cả những người mà hiện giờ đang ở tù như là anh Thức, hoặc như là Trần Thị Nga bị xử tù 9 năm. Riêng cái vai trò của Voice á, ngoài cái việc đào tạo để cho tuổi trẻ Việt Nam hiểu được về luật nhiều hơn, không phải luật Việt Nam không mà còn luật quốc tế, Voice còn muốn đóng góp một cái vai trò quan trọng hơn, đó là một cái cầu nối cho tuổi trẻ Việt Nam gặp tuổi trẻ nước ngoài ở hải ngoại. Hiện giờ Voice thì rất may mắn là có khoảng chừng 20 nhân viên. Lương thì không có cao, vừa đủ sống thôi. Nhưng mà các em đều là một số em á, là từ bên hải ngoại được khoảng chừng 4 người, còn trong nước khoảng chừng 16 người làm việc chung với nhau. Thì qua cái cách mà mình tạo nhịp cầu để mà họ làm việc, họ hoạt động với nhau á, thì cả hai bên đều hiểu rõ nhau hơn. Cái điều tiếc duy nhất là em cảm nhận được là Voice là một tổ chức rất là nhỏ, chưa làm được gì nhiều cho đất nước. Năm làm được vài chục người tị nạn được đi, đào tạo được vài chục người, nó sẽ không đủ để thay đổi bất kỳ điều gì trong xã hội Việt Nam. Thay đổi được một tí về cái cuộc sống của một số người, nhưng mà để nói về dân tộc, để về nói về đất nước thì chưa làm được gì đầy đủ. Và Trình Hội vẫn mong rằng là không phải chỉ có một tổ chức Voice, mà có 1.000 tổ chức Voice được thành lập và đi tiếp với cái con đường phát triển xã hội dân sự Việt Nam. Vì vậy, nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết thành lập tổ chức NGO như thế nào, nếu quý vị muốn thành lập tổ chức NGO gây quỹ như thế nào, nếu quý vị muốn giúp đỡ những tổ chức trong nước, làm thế nào để giúp những tù nhân lương tâm, quý vị có thể liên lạc thẳng với Trình Hội qua email là hoitrinh@gmail.com, liên lạc là qua contact@vietnamvoice.org, email là www.vietnamvoice.org. Còn nếu muốn biết thêm nữa thì quý vị có thể lên Facebook của Trình Hội, và luôn luôn thì Trình Hội có những cái buổi nói chuyện, như là ngày 9 tây tháng 9 sắp tới là chủ nhật này đó, thì sẽ chiếu phim Mẹ Vắng Nhà ở bên ở San Diego, rồi sau đó sẽ chiếu ở Seattle, ở Minnesota. Thì ở những nơi đó đó, Voice sẽ có dịp trình bày nhiều hơn về câu chuyện xã hội dân sự. Còn riêng bây giờ Trình Hội mong là trong cái chương trình cuối này đó, Trình Hội sẽ có dịp gửi một số hình ảnh cũng như là tư liệu, cũng như là những cái clip về Mẹ Vắng Nhà chẳng hạn, thì quý vị có thể xem, rồi sau đó quý vị lên website tìm hiểu thêm. Rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe cho câu chuyện của Voice nói chung và câu chuyện riêng của Trịnh Hội. Yeah. Thưa quý vị, thông qua những cái vấn đề mà chúng tôi đang trình bày trong chương trình hôm nay, quý vị cũng đã nắm được một số các hoạt động của luật sư Trịnh Hội một cách rõ ràng hơn. Không phải để nghe hay là không phải đọc những cái tin vớ vẩn ở trên báo chí để rồi chúng ta cứ thắc mắc là tại sao thế này thế kia. Thế nhưng mà chúng ta thấy là tại sao có một những trong cái xã hội chúng ta sống có những người trẻ và có những người họ để cả cái thời gian hy sinh cả cái cuộc đời của họ, cái cuộc sống của họ để mà lo cho những người khác. Nhưng mà chị Phiến Đăng ơi, chị cho em dứt lời chút, chị có thể cho em trả lời là tại sao được không? Thưa quý vị, cái cảm nhận rất là rõ lúc này của Trịnh Hội đó là trước đây làm cái công việc tị nạn đó thì cái sự đánh phá có thể nói là không có. Tại vì câu chuyện tị nạn đối với cá nhân Trịnh Hội nó thuần túy là nhân đạo và nó không có liên quan đến Việt Nam. Nó cũng không liên quan đến những tổ chức ở hải ngoại. Trịnh Hội chỉ một thân một mình ở bên phía luật tân, không đụng đến ai hết. Nhưng mà sau khi đụng tới cái câu chuyện gọi là giúp phát triển xã hội dân sự Việt Nam thì nó liên quan đến nhân quyền, nó liên quan đến cái sự gọi là mình chỉ trích chính phủ Việt Nam. Và dĩ nhiên chỉ trích mà giới chính trị gia Mỹ không, họ đã không thích rồi, thì quý vị tưởng tượng là chỉ trích mà còn làm những cái điều mà mình muốn cho cái xã hội đó nó được thay đổi thì họ rất là ghét mình. Vì vậy cái sự đánh phá rất là nhiều, càng ngày thì càng có nhiều sự đánh phá. Nhưng đây là điều mà Trịnh Hội muốn khẳng định với tất cả mọi người trong lẫn ngoài nước, Trịnh Hội sẽ tiếp tục đi con đường mà Trịnh Hội đã chọn, đó là phát triển xã hội dân sự Việt Nam, để trong một ngày gần nhất Việt Nam sẽ có tự do và dân chủ.
Còn những chuyện đánh phá đối với riêng cá nhân Trịnh Hội là chuyện nhỏ. Chúng ta nếu muốn đạt được bất kỳ điều gì đều phải trải qua những cái quá trình gian nan, khổ đau. Nhưng nếu chúng ta thành công được thì nó rất đáng để chúng ta làm. Dạ vâng. À, vâng, thưa quý vị, Phiến Đang không cần nói nhiều nữa bởi vì luật sư Trịnh Hội đã nói hết tất cả rồi. Phiến Đang rất là cảm ơn quý vị ngày hôm nay đã để rất nhiều thời gian để tìm hiểu xã hội dân sự, tìm hiểu về những người tị nạn, tìm hiểu về hoạt động của tổ chức Voice. Phiến Đang rất cảm ơn Trịnh Hội, thời gian rất là ít ỏi nhưng mà cũng đã chia sẻ cho Little Second TV. Và Phiến Đang chúc cho Trịnh Hội tiếp tục đi, tiếp tục thành công và luôn luôn mạnh mẽ. Dạ vâng. Em cảm ơn chị rất nhiều và cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện của Voice cũng như Trịnh Hội. Như đã nói, nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết về Voice, về câu chuyện tị nạn và về câu chuyện phát triển xã hội dân sự Việt Nam, xin quý vị có thể email thẳng cho Trịnh Hội qua hoitrinh@gmail.com. Xin chào quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Xin chào tạm biệt.